cơ hội nhận đến 600 đô khi mở tài khoản trên sàn Bybit. Ok, chào các bạn đã quay trở lại với một video mới từ blog vuongchihung.com. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký sàn Bybit cũng như là cơ hội để chúng ta nhận được 600 đô từ cái chương trình hỗ trợ người dùng mới của sàn Bybit ha. Thì đây là một cái sàn giao dịch crypto cũng giống như là Binance gì đó, nhưng mà nó có một số cái ưu điểm hơn sàn Binance ha. Ở trong video sau thì mình sẽ review kỹ hơn về cái sàn Bybit này. Rồi thì mình sẽ để thông tin của cái sàn Bybit ở dưới cái phần mô tả video ha, các bạn có thể vào đây các bạn xem cũng như là cách thức đăng ký như thế nào, giao dịch như thế nào đó các kiểu. Rồi mình có để cái nút đăng ký nè, bạn bấm vào đây để bạn đăng ký tài khoản mới ha. Thì cách đăng ký nó cũng khá là đơn giản thôi. Thì ở đây nó có để nè là cơ hội nhận đến 600 đô từ cái chương trình mà chúng ta đăng ký tài khoản mới ha. Rồi các bạn bấm vào đây để chúng ta đăng ký ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ nhập cái email của các bạn vào đây. Gmail nè. Rồi sau đó mật khẩu thì nó yêu cầu gồm có chữ hoa, chữ thường, rồi một cái ký tự đặc biệt, rồi một cái ký tự số, cũng như là nó sẽ giới hạn từ 8 cho tới 30 ký tự ha. Ok, mình sẽ nhập vào đây. Rồi sau đó các bạn bấm vào đăng ký ở đây ha. Rồi nó có hỏi là bạn có nằm trong những cái mục mà nó không có hỗ trợ hay không, thì mình sẽ chọn không ha. Đó, bấm vào không. Rồi ở đây mình sẽ kéo nó đúng vào đây, kiểu như nhập chấp 3 vậy đó. Rồi một cái email nó sẽ gửi về, một cái mã OTP nó gửi về là 608115 nè. Rồi ha, 608115. Ok, mình sẽ tiến hành xác nhận. Rồi đây là cái bước mà chúng ta đã đăng ký xong rồi đó. Rồi ok, khi mà đăng ký xong á, thì các bạn có thể lên trên ứng dụng để các bạn tải cái ứng dụng Bybit ha. Thì cái ứng dụng nó như thế này, các bạn lên App Store hoặc là trên CH Play đều được ha. Các bạn gõ cái từ khóa là Bybit. Thì mình quản lý trên app á, nó sẽ dễ dàng hơn ha. Này nha, các bạn tải về. Rồi sau đó các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản mà lúc nãy chúng ta đăng ký á. Rồi đây là cái giao diện trên điện thoại nè, thì nó tương đối là dễ dùng ha. Nó có rất là nhiều ngôn ngữ và mình sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Việt để mình dễ thao tác hơn. Rồi cái cách kiếm tiền ở trên cái sàn Bybit như sau. Cái cách thứ nhất á là các bạn nạp tiền ha. Cái thằng Bybit á, nó khác hơn là cái thằng một số cái sàn khác á. Thì lâu lâu nó sẽ có những cái chương trình mà các bạn chỉ cần nạp tiền thôi là các bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng của Bybit dành cho người dùng ha. Bởi vì Bybit là một cái sàn giao dịch mới cho nên là nó có rất là nhiều những chương trình mà nó hỗ trợ người dùng. Cái mục đích của nó là nó kéo càng nhiều user về nó càng tốt ha. Cho nên là nếu như là một người user á, thì khi giao dịch trên sàn á, thì chúng ta sẽ chọn cái sàn nào mà nó hỗ trợ người dùng nhiều hơn ha. Đó, cho nên là cái hàng Bybit này nó cũng khá là ok. Thì ở đây nó có những cái chương trình này, bây giờ mình sẽ vào đây ha. Đó, cái chương trình thứ nhất á, là trở thành thương gia kiếm hoa hồng hậu hĩnh sau mỗi 2 tuần. Cái này thì bạn phải đăng ký ha. Đó, bạn phải đăng ký. Thì điều kiện của nó nè, ít nhất hai cái giao dịch là B2B nè, bao gồm là một cái giao dịch bán và một cái giao dịch mà chúng ta mua gì đó, và ít nhất là cũng phải có từ 300 đô à. Đó thì các bạn mới đủ cái điều kiện để tham gia. Đó thì cứ mỗi 2 tuần đó thì nó sẽ tổng kết và nó sẽ trả thưởng cho bạn ha. Đây là một cái chương trình đầu tiên. Rồi cái chương trình thứ hai nè, đây là cái chương trình này nè. Đó là 260.000 đô. Đó, nó sẽ trả thưởng cho cái chương trình này ha. Đó, và các bạn có thể tham gia vào đây. Đó, rồi ngoài ra thì nó cũng có một số chương trình nữa nè, ví dụ như chương trình này ha. Đây, ưu đãi nạp tiền nè, thì nó sẽ dành ra là 4.800 đô dành cho cái chương trình là ưu đãi nạp tiền. Thì cái này lâu lâu nó sẽ có những cái chương trình ha, các bạn có thể vào đây các bạn xem nè. Từ 22 tháng 2 đến 8 tháng 3 ha, thì các bạn nạp nè, tức là chúng ta nạp ha, nạp tiền vào đây
Với 5.000 thì chúng ta được bonus là 50 đô bằng coin nạp ha. Ví dụ như bạn nạp thằng ETH thì các bạn sẽ được nó bonus bằng thằng ETH ha. Rồi các bạn nạp từ 10.000 sẽ nhận được là 110 đô. Rồi nạp từ 25.000 sẽ nhận được là 280 đô. Và cái số tiền từ 100.000 đổ lên á thì các bạn sẽ nhận được là 1.200 đô ha. Và lưu ý là nó sẽ trả bằng cái coin nạp á. Bạn nạp bằng coin gì á thì bạn sẽ được trả bằng coin đó ha. Hoặc là nó sẽ trả bằng cái đồng USDT khi mà các bạn nạp vào. Và chương trình này á có tổng giải thưởng là 4.800 đô thôi. Cho nên là nếu mà nó chi hết cái số này á thì nó sẽ cắt cái chương trình này ha. Đó, nó khác với những sàn khác là lâu lâu nó sẽ có những chương trình bonus dành cho người mới. Thì các bạn giao dịch ở đâu cũng vậy thôi, nó cũng chặt cái phí y chang như vậy à. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái sàn nào mà nó có nhiều ưu đãi hơn để mình có nhiều cái lợi hơn đó. Rồi các bạn có thể theo dõi cái chương trình này nữa nè. Chương trình này là nó trả là 100.000 đô dành cho những người mà mua B2B. Nó diễn ra đến hết ngày 17 tháng 3 ha. Thì cụ thể cái chương trình này, chương trình này ha, là bạn mua từ 88 đô thôi thì bạn sẽ được là bonus thêm là 8 đô đó. Rất là lợi ha, 8 đô thôi mà nhân với tiền Việt Nam thôi là nó cũng gần 200 nghìn rồi đó. Rồi cái chương trình nhiệm vụ này nữa nè. Đó, mua 100.000 20.000 nè thì có cơ hội nhận được 100 đô các kiểu ha. Rồi nếu như bạn trở thành một người mua thường xuyên á, thì các bạn có thể nhận được là 15 đô nữa nè. Đó, thì bạn cộng lại tất cả những cái này á, thì con số nó cũng khá ha. Thay vì mà mình giao dịch ở những cái sàn khác á, thì mình giao dịch trên Bybit á, thì mình sẽ có những cái lợi này. Đó, thì cái tổng giải thưởng của nó là lên đến 100.000 đô lận ha. Rồi nạp tiền cũng được nhận tiền đó nè. Bonus lên tới 3.000 đô khi mà nạp tiền. Cái chương trình này nó sẽ diễn ra hết ngày 10 tháng 3 ha. Đây, đây là cái chương trình mà nó hỗ trợ nạp tiền và cái tổng giải thưởng là 3.000 đô ha. Đó, bạn nạp 500 thì được bonus là 15. Bạn nạp là tối đa 100.000 thì bonus là 3.000. Đó, bạn thấy không, có rất là nhiều những cái mà ưu đãi dành cho người mới vào đây. Đó là cái thứ nhất thôi ha. Cái thứ hai nữa là bạn có thể tham gia cái chương trình mà stacking của nó. Thì ở trên đây nó cũng có những cái chương trình stacking y chang như thằng Binance ha. Thì dành cho một số các bạn mà có những cái đồng tiền nhàn rỗi mà mình muốn để hold lâu dài á, thì bạn sẽ chọn là stacking linh hoạt nè. Thì mình sẽ hold ngắn hạn. Đó, ví dụ như bạn hold cái con ETH này đi, thì bạn đem vào đây stack á, thì bạn lại được thêm một cái lợi nhuận API nữa. Thì cái lợi nhuận này là nó tính trên một năm. Một năm là 40% hoặc là cái đồng là POSI là 100%. Các kiểu ha. Đó. Rồi cái chương trình thứ hai là chương trình là Duet Accept. Thì nó giống như là farm vậy đó. Thì bạn sẽ kết hợp hai cái đồng. Thì ví dụ như đây là cái đồng BIT và cái đồng USDT thì cái API của nó lên tính là 384%. Đó, rất là nhiều ha. Hoặc là bạn đem đi Duo thằng BTC nè, thì cái lợi nhuận nó cũng khá là cao ha. Hầu như là những cái Duo này cái lợi nhuận nó cũng khá là cao. Đó. Hoặc là đem đi Stack DeFi. DeFi thì ở thời điểm hiện tại nó chưa có những cái hỗ trợ ha. Hoặc là Lowput thì vẫn chưa. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang có hai cái chương trình mà chúng ta đem đi gửi tiền á, là Stacking linh hoạt và đem đi Duo Mining. Rồi đây là trung tâm mà phần thưởng mà các bạn có thể nhận được khi là trở thành cái người đăng ký mới, các bạn có thể đặt được nè. Đó, nhận từ 20 cho tới là 100 đô ha. Thì nhiệm vụ của bạn nè là Chase Spot từ 100.000 thì các bạn sẽ nhận được là 20 đô cộng với một cái NFT đó, và chơi số lượng lên đến là 1 triệu thì bạn sẽ được get là 100 đô đó.
Thì thay vì mình chơi trên những sàn khác đúng không, thì mình chơi trên cái sàn Bybit á, thì mình sẽ nhận được những cái ưu đãi của nó trên đây. Hoặc là cái bonus này lên đến là 3.500 nè. Hoặc là cái phí tech nó sẽ hỗ trợ bạn 30%. Đó. Rồi, đây là cái chương trình mà cực kỳ hữu ích dành cho người mới nè. Nạp từ 1.000 thì các bạn sẽ được bonus là 10 đô. Đó. Nạp tiền thôi, chúng ta không cần phải giao dịch ha. Thì chúng ta sẽ được nó bonus trả lại cho mình là thêm 10 đô, là nạp 1.000 được 1.010 đô. Hoặc là các bạn nạp từ 200 thì sẽ được bonus 5 đô nè. Nhưng mà những cái chương trình này nó có cái thời gian giới hạn ha. Ví dụ như chương trình 10 đô này á, là nó giới hạn đến ngày 15 tháng 3. Hoặc là chương trình 5 đô này cũng giới hạn từ ngày 15 tháng 3 ha. Rồi nạp 500, nạp 5.000 nhận 25 đô thì nó cũng giới hạn từ ngày 15 tháng 3. Đó, nhận 40 đô nè. Rồi spot chơi mới. Đó, đáp ứng khối lượng giao dịch tối thiểu là 300 đô. Tức là bạn giao dịch 300 đô thôi. Đó thì nó sẽ bonus cho bạn thêm 5 đô ha. Rồi đánh future từ 1.000 sẽ nhận được 5 đô nè. Hoặc là bạn chỉ cần giao dịch trong 3 ngày liên tiếp thôi ha. Giao dịch là mua bán spot á, thì bạn cũng nhận được 5 đô từ nó nè. Và ngoài ra thì bạn có cái chương trình giới thiệu dành cho những người mới nè. Đó. Đó là vô vàn những cái chương trình mà thằng Bybit nó hỗ trợ dành cho người dùng mới khi mà đăng ký trên sàn này. Đó. Và ở trong video sau á, thì mình sẽ review kỹ hơn về cái sàn Bybit này ha. Đó là toàn bộ những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn, cách đăng ký cũng như là những cái thông tin mới nhất về cái sàn Bybit dành cho người mới đăng ký. Nếu như các bạn có thấy cái video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nhé.